Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ thay cái nước làm mát của cái con xe Hyundai i10 của mình. Thì xe của mình đi được 80.000 cây rồi. Bây giờ rồi mình có đi xa thì không để ý cái bình nước mát bình phụ này nè, nó bị cạn đến cái mức là L nè, là nó cạn á. Thì cái mình mới ghé vô cái gara thì họ chăm cho mình cái nước là mát này màu hồng. Tuy nhiên cái nước của hãng là cái nước màu xanh. Thì sau khi mình tìm hiểu thì mình mới nhận thấy là hai cái nước mà nó làm mát nó có thành phần hóa học khác nhau, cho nên là không có thể trộn lẫn được, cho nên là mình quyết định là mình thay cái nước này nha. Thì ở đây mình sẽ có mấy cái dụng cụ mình đã chuẩn bị trước rồi. Đây là cái bình nước làm mát của hãng Hyundai, cái nước pha sẵn nha. Mình mua luôn hai bình, thì thay thì chỉ cần một bình thôi. Tuy nhiên mình mua luôn hai bình để có cần thì mình đi mà nó có hao thì mình châm. Rồi, đây là hai cái bình nước lọc Alpha Vina, thì để mình sẽ xúc rửa trước khi mà mình thay cái nước mới vô. Thì tại sao phải dùng nước lọc? Thì mình tham khảo thì mình thấy là không nên mà xúc rửa bằng cái nước lã, bởi vì nước lã nó sẽ có cái tạp chất cặn, thì nó nếu mình đổ vô mình xúc rửa thì nó có thể bám lại trong máy thì nó sẽ không có tốt cho xe. Cho nên là mình mua luôn hai cái bình nước lọc nha. Rồi thứ ba là một cái này là cái dung dịch xúc rửa cái đường mà làm mát á. Đây cái nhãn hiệu của Walker City nè ha. Rồi một cái hồn đồ ngày của mình. Đó là tất cả các một số món mình chuẩn bị để mình thay cái nước làm mát cái xe mình hôm nay. Rồi bước đầu tiên là mình sẽ xả cái nước làm mát cũ ở trong xe nha. Trước khi xả thì mình phải chờ cho cái máy xe nó nguội, bởi vì ở đây nó có cảnh báo nè, khi mà máy xe mà mới đi về nó còn nóng thì mình mở ra thì nó sẽ gây phỏng nha. Cho nên là cái xe mình là mình đi từ chiều qua thì đến sáng hôm nay mình mới mở bình thay. Rồi mình xả luôn trong cái bình dầu phụ này, bình nước làm mát phụ này. Thì mình thấy là cái bình phụ này nó có cái ống xả ở dưới đáy nha. Một số dòng xe thì mình thấy là cái bình phụ nó không có cái ống xả dưới đáy thì phải hút ra rất là cực, nhưng mà may mắn cái xe của mình thì nó có luôn. Đây nè, cái ống này khi mình mở ra thì mình sẽ xả luôn được cái dưới đáy. Rồi xả thì mình sẽ mở cái van xả ở phía dưới ở bên ở đây. Cái xe này nó nằm ở ngay cái ở phía dưới cái gốc ở chỗ này nè. Nhưng mà mình phải nâng xe lên một tí thì mình mới xuống dưới mình mở cái van được. Thì đầu tiên mình sẽ dùng cái kích mình nâng cái xe lên tí xíu nha, để cái xe mình nó sẽ hở lên tí xíu để mình dễ mở cái van xả phía dưới á. Rồi, đây là các bạn thấy cái có một cái con ốc bằng nhựa mà hình chữ T mà màu trắng trắng nè. Nó nằm dưới cái vị trí cái góc xe nãy mình chỉ ấy, là cái con ốc này là mình mở ra để mình sẽ xả cái nước làm mát xuống. Thì trước khi xả thì mình sẽ dùng một cái thao hoặc là một cái dụng cụ gì đó mình đựng nha, vì mình nghe nói là cái nước này nó có tính chất ngọt ngọt á, thì có thể là nếu mình xả xuống đất thì nó thứ nhất là nó ô nhiễm, thứ hai là chó mèo mà nó có liếm nó ăn nó uống thì sẽ gây hại cho cái vật nuôi nữa. Cho nên là mình sẽ dùng cái đồ mình hứng nha. Đây chính là cái con ốc nhựa mà để xả cái nước làm mát này. Thì ở đây là mình nó đang chảy xuống nè. Mình sẽ mở con phía trên để nó không khí nó vào thì nó sẽ xả ra, bắt đầu xả ra nhiều nha. Đó. Cái nước
zin mà của xe Hyundai là màu xanh, mà cái gara nó châm cho mình cái nước màu hồng như thế này. Lúc đó mình cũng không biết, nên là để đi thời gian thì tìm hiểu mới biết là nó không thể mà pha như thế, nó sẽ gây hại cho máy, cho nên là bây giờ mình sẽ thay. Rồi mình sẽ mở luôn cái bình phụ nha, để mình xả luôn cái bình phụ ra. Đó, thì nó có cái một cái ống rồi sau khi mình xả ra thì nó sẽ ra một cái thùng như thế này nha, mà mình mang đi đổ nha. Rồi mình qua bước thứ hai là mình sẽ xúc rửa cái hệ thống làm mát nha. Đầu tiên là mình sẽ dặn trở lại cái con ốc nhựa này. Sau khi mà dặn lại cái nấm cao su á ở phía dưới rồi thì mình sẽ đổ cái dung dịch mà xúc rửa này vào cái hệ thống làm mát. Mình sẽ đổ hết luôn. Cái chai này là 350ml. Kế đến là mình sẽ châm cái nước lọc này vào trong cái sau khi mình châm đầy nước rồi thì mình sẽ vặn cái nút lại ha. Rồi sau đó mình sẽ đợi máy lên khoảng 10 đến 15 phút cho cái dung dịch ở bên trong nó sẽ tẩy rửa cái đường ống làm mát. Và trong quá trình mình khởi động máy thì mình sẽ ngồi phải canh xe. Nếu như mà cái kim của đồng hồ mà nó quá nóng bất thường thì mình phải tắt máy nha, bởi vì cái hiện giờ cái nước dung dịch ở trong là dung dịch tẩy với lại nước tinh khiết chứ không phải là nước làm mát. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi ở đây và canh khoảng từ 10 đến 15 phút nha, để cái dung dịch ở bên trong nó xúc rửa. Ở đây thì lúc này là 7 giờ 16 thì mình sẽ đợi đến khoảng 7 giờ rưỡi nha. Đó, thì mình sẽ canh cái kim mà chỉ nhiệt độ máy ở đây nè. Nếu mà nó vượt quá ngưỡng giữa thì mình sẽ nó quá nóng mình sẽ tắt máy. Mình sẽ ra bên ngoài mình xem cái hồi nãy mình tính để 15 phút nhưng mà bây giờ là 20 phút rồi các bạn. Tại vì mình tính để thử cho coi cái kim nó có để thời gian lâu thì nó có quá nóng hay không, thì kết quả là nó sẽ không có bị nóng nha, nó vẫn chưa vượt qua cái mức ở giữa. Thì cái xe mình đã nổ máy hơn 20 phút rồi thì vẫn bình thường nha. Bây giờ mình sẽ tắt máy và xả cái nước tẩy ra. Bước thứ ba mình sẽ xả cái dung dịch tẩy rửa này ra, thì mình làm lại giống như mức 1 thôi. Mình cũng chờ cho máy xe nguội rồi mở cái van nhựa phía dưới xả ra, làm lại giống như mức 1. Tiếp tục thì mình vẫn mở cái van nhựa dưới và mình đổ thêm cái nước suối vào nha, để cho nó đến khi nào mà cái nước mà nó ra mà nó tấn công luôn á thì coi như làm được nha.
tại vì lúc nãy mình xả ra thì cái dung dịch nó vẫn màu hào còn màu hồng á, cho nên mình sẽ đổ tiếp cái nước suối này nè. Rồi sau một hồi thì mình xả thêm cái nước suối thì cái nước ra bây giờ là nó trong rồi, như vậy nó trắng rồi nè, như vậy là ok rồi. Mình chờ cho nó dịu hết rồi mình sẽ đóng cái van nhựa lại và mình đổ cái nước làm mát mới, cái nước của hãng á, để đổ cái nước làm hàng của hãng vào. Rồi tiếp theo mình sẽ đổ cái nước làm mát mới vào. Rồi sau một hồi mình đổ thì nó sẽ đầy lên như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ đổ qua cái bình phụ nha. Rồi cái bình phụ thì mình sẽ lưu ý là có cái vạch là F, cái chữ F là chữ fill nha. Mình sẽ đổ tới cái mức đầy thôi. Sau đó thì mình sẽ đóng nắp lại. Mình sẽ đóng nắp lại một lần nữa. Rồi sau đó mình sẽ đời máy lên và cho nó chạy khoảng 10-15 phút để cho cái dung dịch nước làm mát mới của mình nó tuần hoàn ở bên trong. Thì sau đó thì mình sẽ đợi nguội máy và xem lại, mở cái nắp xem lại coi có cái nước nó có bị hột hay không. Nếu nó có hột thì mình sẽ châm lại một lần nữa cho nó đầy đến cái mức như hồi nãy nha. Vậy là xong 4 bước mình làm thay cái nước làm mát cho xe của mình. Mình nhắc lại nha, đầu tiên là mình sẽ mở cái van nhựa ở dưới xả cái nước làm mát ra, lưu ý lấy đầu hứng. Bước thứ hai là mình sẽ đóng cái van lại và mình đổ cái dung dịch tẩy cái chất làm mát vào, sau đó là cho bơm cái nước suối vào, cái nước tinh khiết vào. Rồi chúng ta sẽ bước thứ ba thì chúng ta sẽ đầy máy lên và đợi khoảng 10-15 phút cho cái dung dịch nó tuần hoàn, nó tẩy rửa bên trong. Qua bước thứ ba thì là mình sẽ xả cái dung dịch cũ ra và bơm thêm cái nước suối cho đến khi nào mà cái nước nó trong ha, nó trong lại là ok. Và bước thứ tư thì mình sẽ đổ cái dung dịch làm mới vào. Sau đó đầy máy lên 10-15 phút, có thể chạy nha, một cái đoạn đường chậm mà nhẹ nhẹ thì để cái coi tí xíu nữa mình sẽ thăm lại cái dung dịch coi nó có bị hột hay không. Nếu hột thì mình sẽ châm lại một lần nữa là ok nha. Chứ nhiều khi mình đổ như thế này mình đổ không vào được nữa, nhưng mà khi mình đầy máy lên mình chạy thì nó sẽ bị hột cái nước mà mình không biết, cho nên là cẩn thận là phải kiểm tra lại một lần nữa. Rồi, đây là mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.